Hi guys, trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà chúng ta sẽ gửi cái Seniority Report này vào một cái group mail. Trong đó có thể là sẽ chứa những cái mail của những cái stakeholder, những cái người mà liên quan đến cái việc mà sẽ verify hoặc là nắm được những thông tin của Automation Test, như là quản lý dự án, leader, rồi các đồng nghiệp. Thì làm sao mà chúng ta có thể gửi được cái báo cáo Seniority Report này vào cái group mail đó. Thì công việc đầu tiên là chúng ta cần phải tạo ra được một cái file chứa những cái nội dung thông tin mà chúng ta cần gửi, bao gồm là số lượng pass fail, rồi thống kê bao nhiêu phần trăm cho từng cái feature một. Thì đại loại là chúng ta sẽ phải tạo ra một cái format, những cái template như giống như thế này. Thì Serenity sẽ cung cấp cho chúng ta một cái là một cái dependency. Thì chúng ta check xem là ở trong cái Maven, cái POM của chúng ta đã có cái đoạn cấu hình này chưa. Nếu mà chưa có thì chúng ta sẽ cấu hình vô đó, thì chúng ta xem ở đây. Đây thì chúng ta thấy rằng là cả cái đoạn này nó chính là cái phần mà mình đã lấy thông tin ở bên đây. Chúng ta copy từ đây, chúng ta paste sang cái mục quản lý plugin thôi. Đó. Thì sau khi mà chúng ta cấu hình xong thì chúng ta sẽ chạy lại cái test lúc trước ha. MVN clean verify trừ d group bằng mình chạy một cái là 02 ha. Thì cái plugin đó nó sẽ ngoài cái việc mà nó giúp cho chúng ta tạo ra được cái report, thì nó sẽ tạo ra một cái file cái file summary. Đây là cái file report bình thường chúng ta có này. Đó. Tiếp theo là nó sẽ tạo ra cái single page HTML summary ở đây. Đó. Thì đây là cái nội dung mà chúng ta sẽ gửi qua email. Thì các bạn thấy rằng nó sẽ giống với những cái gì mà chúng ta đã cấu hình chúng ta đã xem ở trong phần tài liệu. Xem phần tài liệu. Đây, nó giống như thế này. Thay vì chúng ta có một cái cây thôi. Tiếp theo là làm sao mà để gửi được mail. Cái này nó chỉ giúp cho chúng ta tạo ra được cái nội dung cái document thôi, cái document để tạo ra cái content của cái email thôi. Cái bước thứ hai là cái action để mà chúng ta có thể gửi được cái mail đó. Thì trong cái video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta tạo ra một cái server mail và thực hiện cái việc gửi mail này như thế nào.